Thưa quý vị, do mực nước sông Hồng và sông Luộc lên báo động 2, nhiều vùng bãi ngoài đê bị ngập. Trong chiều và đêm qua, sáng nay, các địa phương đã tổ chức di dời 445 người dân vùng nguy hiểm vào địa điểm an toàn. Trong đó, thành phố Hưng Yên di dời 76 hộ với 264 người, huyện Tiên Lữ di dời 96 hộ với 163 khẩu là đối tượng người già, ốm đau, trẻ em. Huyện Kim Động di dời 17 người, huyện Phù Cừ di dời 1 người. Hiện nay, các huyện Văn Giang, Khoái Châu đang tiếp tục theo dõi mực nước sông Hồng để có biện pháp kịp thời di dân vùng bãi khi nước lên cao. Trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa, lượng mưa trung bình 119mm. Đến 7 giờ sáng nay, toàn tỉnh có 137 trạm bơm với 436 tổ máy hoạt động phục vụ bơm tiêu thoát nước. Tuy vậy, mực nước tại cống Xuân Quan, kênh cầu Lực Điền, cống Chanh, phía thượng lưu và hạ lưu đều ngang nhau.